đáng nhẽ tất cả những bài hát có trong cuốn băng này đều phải là những bản tình ca. Nhưng những lời ái ân đã biến mất, trái tim của kẻ tình nhân vẫn đập, nhưng đập theo một nhịp loạn cuồng của những hồi chống trận, không phải cái nhịp bàng hoàng của những phút tỏ tình. Mỗi nốt nhạc giống như một mảnh nhang thạch, dù đã nguội lạnh nhưng vẫn chứa trong nó cái nhiệt độ khủng khiếp của một hỏa diễm sơn, dấu tích của tàn phá, thịnh nộ và thiêu đốt. Ruộng đã khô, nhà đã cháy, người đã chết, thành phố đã tan hoang. Những tiếng nổ rền vang trong suốt 30 năm đã lấn át mọi tiếng thì thầm khác, kể cả những tiếng kêu khóc. Trong trận gió tanh mưa máu đó, còn có chỗ nào cho người ta yêu nhau? Những bài tình ca sau đó đã biến dần, đôi khi thành những tiếng kêu gọi thảm thiết, đôi khi thành những bài kinh cầu nguyện. Và những người hát tình ca trở thành những kẻ đi bêu xin nỗi thống khổ của những trái tim chưa già nhưng đã cằn cỗi. Đất còn phì nhiêu nhưng đất đã bị bỏ hoang. Tiếng hát trở thành tiếng kêu gọi xây dựng lại nhà cửa, xây dựng lại cuộc đời, góp sức biến cuộc đời này thành một nơi để sống, chứ không phải một nơi để chạy trốn. Người ta vẫn có thể coi những bài hát trong cuốn băng này của Trịnh Công Sơn là những bài tình ca, nhưng là những bài tình ca không có hạnh phúc. Người còn sống và người đã chết có gặp được nhau chăng trong những lời kêu gọi ai oán đó? Người ta cũng vẫn có thể coi giọng hát Khánh Ly là một giọng để hát những bản tình ca, nhưng chính những bài hát đó đã biến nàng thành người hóa phục của cuộc chiến tranh này. Và Khánh Ly hát là một cách để tan cho những người đã chết. Ngày hòa bình của Tổ quốc chúng ta còn quá xa. Khi hòa bình trở lại cùng với mặt trời mọc trong yên vui, đó sẽ là lúc của những bản tình ca. Người ta không còn phải khóc ai, khi ấy người ta sẽ hát ca hạnh phúc. Chờ mãi này ta dậy trong tiếng hò reo, chờ cho lòng ta.